Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người món mứt đu đủ xanh nha mọi người. Đu đủ này thì mình mới hái về hôm qua, chiều nay mình mới làm, nên là bây giờ mình đi chuẩn bị trước nhá. Đu đủ xanh mà thái về thì bây giờ mọi người rạch như thế này này, rạch ở trên vỏ nữa, rạch tùm lum tứa tướp đi, rạch nhen nhét nhạt nhạt ra cũng được, để cho nó ra hết cái nhựa này. Đấy, mình đặt mình để ở đây, xong rồi là đến bắt đầu đầu giờ chiều bắt đầu mình làm cho cái nhựa của nó ra hết đi. Mọi người có cái không phải có cái mà nếu như mà mọi người có đu đủ mỏ vịt thì làm nó sẽ ngon và nó đẹp hơn nha mọi người. Cái màu của nó đẹp lắm. Mình không biết đu đủ này là đu đủ gì nữa. Đu đủ này mình đi xin về không biết là nó là đu đủ gì. Đấy, mọi người thấy mủ nó ra không? Rạch nhiều nhiều vào xíu. Rồi. Ok. Bây giờ mình để đây nhá. Đến đầu giờ chiều bắt đầu mình làm. Đây là cái quả đu đủ mình đã sơ chế sạch rồi nha mọi người. Ở đây mình sử dụng 1 kg đu đủ nhá. Đu đủ sau khi mình cho nó chảy bớt nhựa ra rồi ấy, thì mình bào hết cái lớp vỏ xanh ở ngoài đi nha mọi người. Và cái ruột ở trong này thì mình, cái ruột mềm ấy, thì mình cũng nên nạo hết đi nhá. Bởi vì cái phần này mình sên, lúc mình sên, lúc mình đảo nó dễ bị nát với cả nó lâu khô được á. Với cả nó lâu khô á. Nên là mình sẽ nạo hết cái phần mềm bên trong đi nhá. Đấy, nguyên liệu chính là đu đủ này. Bữa nay mình, ở đây mình dùng 500g đường nhá. 2 thìa cà phê muối này, 1 quả chanh. Vani có cũng được, không có cũng không sao. Ở đây mình có nên là mình sẽ cho vào đây 1 ống nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi mình thái sợi đu đủ ra trước nhá. Trước khi đi sái đu đủ thì mọi người chuẩn bị cho mình một ít nước. Ở đây mình sẽ cho vào đây 1 thìa muối này mọi người. Đấy. Với lại nửa quả chanh vào đây nhá. À, cho nó đều lên. Cái nước này ngâm là để cho nó ra bớt mủ nha mọi người. Cái mủ lúc nãy nó chỉ ở bên ngoài thôi. Cái này mình thái đến đâu thì mình sẽ cho cái đu đủ của mình vào đến đấy nhá. Ok. Sẽ sái sợi như thế này cho mọi người. Đấy. Bây giờ mình sái đến đâu thì mình bỏ hết luôn vào cái chậu nước lúc nãy nhá. Chậu nước chanh muối lúc nãy của mình ấy. Bây giờ mình sẽ ngâm cái đu đủ ở trong cái nồi nước này của mình 5 phút nha mọi người. Rồi. Giờ tạm thời để đây đã. Cái đu đủ của mình sau khi ngâm với cái nước chanh muối thì bây giờ mình đem đi mình rửa sạch nhé. Sau khi mà rửa sạch đu đủ rồi thì bây giờ mọi người chuẩn bị cho mình một cái nồi nước vo gạo nhé. Với lại 1 thìa cà phê muối này. Mình làm cái mứt đu đủ này thì mình chỉ sử dụng nước vo gạo thôi nhá mọi người. Mình không dùng phèn với cả cũng không dùng vôi nhá. Cái nước vo gạo này thì càng đặc càng tốt nhá mọi người. Rồi, mình nguội cho cái muối nó tan đi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ngâm cái đu đủ của mình ở trong cái nước vo gạo này nhá. Mình ngâm tầm 4-5 tiếng nhá mọi người. Để mình cho hết cái đu đủ vào đây nè. Ngâm ngập như thế này. Đấy. Cái khi mình ngâm vào cái nước vo gạo này, nếu như có tủ lạnh thì mình sẽ cho vào trong tủ lạnh nhé mọi người. Mình sẽ cho vào trong tủ lạnh ngâm tầm 4-5 tiếng nhé. Rồi mình sẽ đem ra mình ướp đường. Bây giờ mình sẽ cho nó vào ngăn mát tủ lạnh. Đây là cái nồi đu đủ mà mình đã ngâm được 4 tiếng rồi nhé mọi người ơi. Cái
nhìn nó giống kiểu nó trong trong ấy. Đấy, nhìn cái ấy, cái miếng đu đủ của mình nó giống kiểu nó trong trong đi rồi ấy. Thì mình bây giờ mình vớt ra nhá. Mình vớt ra xong rồi là mình rửa sạch đi nhá. Bây giờ mình gập thế này nó không gãy đâu mọi người. Nó như vậy thôi nhưng mà nó không gãy đâu, nó giòn lắm. Giòn đi là lúc mình ăn nó giòn ấy. Rồi để bây giờ để mình vớt ra nhá. Mình vớt ra rồi mình rửa sạch. Mọi người chuẩn bị sẵn cho mình một nồi nước sôi nhá. Để mình trần cái đu đủ này. Bây giờ để mình vớt đu đủ ra. Đấy. Đây, nồi nước của mình nó sôi rồi đây. Mình sẽ vắt nửa quả chanh còn lại vào nhá. Để mình trần đu đủ. Này mọi người trần đu đủ 3 phút thôi nhé. Đừng có để đu đủ nó chín quá. Đu đủ nó chín quá thì mình xên nó khó lắm. Mình trần cái đu đủ này được 3 phút thì bây giờ mình sẽ vớt nó ra ngoài nhé mọi người. Sau khi mà vớt đu đủ ra rồi mình xả vào nước cho nó nguội đi thì mình bây giờ mình sẽ bỏ đu đủ vào một cái nồi nước đá nha mọi người, càng lạnh càng tốt. Mình ngâm cho đu đủ nó nguội hẳn luôn nhé. Với lại ngâm nước đá cũng làm cho cái đu đủ của mình nó cứng lại ấy. Sau khi ngâm nước đá cho cái đu đủ của mình nó nguội hẳn thì bây giờ mình sẽ vớt nó ra nhé. Vớt nó ra rồi để cho nó thật ráo rồi mình đem lên mình ướp đường. Cái đu đủ của mình để ráo như thế này nhé mọi người. Bây giờ mình bắt đầu mình đi mình ướp đường nhé. Vani này có cũng được không có cũng được nhé. Nhưng mình có ở đây một ống thì mình sẽ cho vào cho nó thơm. Mình cho ít như này rồi lúc mình ăn nó chỉ thơm thoang thoảng thôi chứ nó không thơm đậm đâu. Rồi. Cho hết cái đường của mình vào luôn nhé. Cái đường này thì mình sẽ ướp trong 6 tiếng nha mọi người. Mình cũng để trong ngăn mát tủ lạnh. Nhưng mà bây giờ muộn quá rồi. Bây giờ tầm 5 rưỡi 6 giờ thiếu rồi. Nên là mình sẽ ướp cái này qua đêm nha mọi người. Sáng mai mình bắt đầu mình xên. Mình cũng để trong ngăn mát tủ lạnh luôn. Rồi, xong. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Đây là cái nồi đu đủ mà mình đã ướp đường hôm qua nhé mọi người. Đường thì nó đã tan hết rồi, mọi người thấy nhìn thấy cái miếng đu đủ nó trong không? Rồi bây giờ mình sẽ đem đi mình xên nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chắt cái nước đường ra trước mọi người ạ. Mình chắt cái nước đường ra để mình nấu cho nó sôi trước đã. Rồi, ok. Lúc đầu thì mình để lửa to cũng được nhé mọi người. Khi nào nó sôi thì mình bắt đầu mình giảm xuống. Cứ mỗi lần nước nó cạn một tí thì mình lại điều chỉnh cái lửa cho nó nhỏ xuống một tí. Đây là cái đoạn quan trọng nhất đây. Cái nước đường của mình nó sôi rồi, bây giờ thì mình sẽ cho cái đu đủ của mình vào nhé. Lúc mà xên mứt thì mọi người nhớ lựa cái chảo dày nhé mọi người. Không dính hay là chống dính cũng được, nhưng mà phải chảo dày thì cái mứt của mình nó không bị cháy nhé. Lúc mà cái nước đường của mình nó chưa cạn thì thỉnh thoảng mọi người đảo qua đảo lại một lần để cho nó ngấm cái nước đường và hết cái sợi mứt của mình nhé.
không cần phải đảo nhiều, đến lúc mà nước nó cạn thì mình mới đảo nhiều. Kiểu nó đang còn nước này, mình chỉ đảo để cho nó ngấm đường đều hết mấy cái sợi mứt của mình thôi. Mình xên được 5 phút thì cái nước đường nó bắt đầu cạn dần đó nhá mọi người. Bây giờ mọi người đảo nhiều thêm một tí nhá. Nước nó rút dần rồi nè. Cái đường của mình nó bắt đầu nó cô lại ở bốn xung quanh chảo rồi nhá mọi người. Đây. Bắt đầu nó cô lại rồi đây. Cái nước đường của mình cũng rút gần hết rồi nhá. Bây giờ mọi người lại chỉnh lửa nhỏ xuống thêm một tí nhá. Lúc này thì mình cần phải đảo nhiều lên một tí. Ở cái đoạn cuối này mọi người cho lửa nhỏ hết cỡ xuống nhá. Lúc này đường nó đóng lại hết rồi, nó dễ cháy lắm. Đấy. Thật nhỏ thôi nhá, nhỏ hết cỡ luôn. Đấy, nó áo rồi này, chuẩn bị nó khô này. Cái này mình xên thêm mấy phút nữa là được. Nó đang khô dần rồi đấy. Đường nó đã áo lên một lớp rồi đấy mọi người. Như thế này thì mình tiếp tục xên thêm mấy phút nữa nhá. 5-10 phút nữa để cho cái mứt của mình nó khô hẳn. Là mình có thể bắc ra được rồi. Vậy là xong nhá mọi người, cái món mứt của mình xên xong rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bắc ra. Bây giờ mình sẽ bắc nó ra. Mứt của mình sau khi xên xong thì mình sẽ bỏ ra một cái rổ như thế này nhá mọi người. Một cái rổ thưa như thế này để cho nó nhanh nguội nhá. Cái này mình để nguội thật nguội. Rồi mọi người đựng vào một cái bọc ni lông và cột thật chặt nhá. Đừng để cho không khí nó vào. Hoặc là có lọ thủy tinh thì càng tốt. Như vậy thì mình sẽ để được lâu nhá. Bây giờ mình cứ để đây cho nó nguội nhá. Hấp dẫn không? Đây là cái dĩa mứt đu đủ xanh của mình sau khi đã hoàn thành nhé mọi người. Không cần phải dùng đến nước vôi hay là phèn chua nhé. Mà vẫn làm ra được một món mứt thơm ngon cho ngày Tết của mình nhé mọi người. Nếu như mọi người thích cái món mứt đu đủ này của mình thì hãy cùng vào bếp và thực hiện nó cùng với mình nha.